Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Boykin TV nha các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video em sẽ quay và cập nhật giá chỉ thiên chiều cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo trên kênh của Boykin TV nha các bạn. Thì ngày kênh Boykin TV sẽ quay và cập nhật giá sáng chiều để cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo trên kênh của Boykin TV. Thì do tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp nên là một số nơi em sẽ cập nhật giá tại khu vực Cồn Chông Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp và xã Tân Bời, Tân Quế để cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo giá cả ở đây thôi ha. Thì do dịch bệnh diễn biến khá phức tạp nên là giá cả có thể thay đổi tùy nơi, tùy khu vực cũng như là tùy loại ớt mà thương lái mua với giá cả khác nhau. Thì hiện tại tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp nên là một số nơi giãn cách xã hội như Hồng Ngự, Tân Hồng, Chim Tỉnh, Đồng Tháp, huyện Tâm Nông rồi giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ. Thì việc đi lại thu mua hoặc là buôn bán giữa các bỏ giữa các chợ thì cũng rất gặp nhiều rất khó khăn nên là em chỉ cập nhật giá tại khu vực này để cho mọi người cùng tham khảo giá ở đây thôi ha. Chiều hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2021 thì thương lái mua tại khu vực xã Tân Quế với giá ớt hàng chợ giá rộng tầm khoảng từ 19.000 đến 22.000 đồng trên ký. Còn đối với ớt hạt phân theo cổ, giá của ớt cổ ba thì giá dao động tầm khoảng từ 12.000 đến 16.000 đồng trên ký. Còn đối với ớt mà cổ 2 thì giá dao động tầm khoảng từ 17.000 đến 19.000 đồng trên ký các bạn. Còn đối với ớt cổ 1 hàng đẹp thì giá dao động tầm khoảng từ 20 đến 22-23.000 đồng trên ký các bạn. Thì em chỉ cập nhật giá tại khu vực xã Tân Quế, Tân Quế và Cồn Chông Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá ở đây. Thì thương lái ở đây mua thì cũng tùy theo từng loại ớt, từng được hái, từng lứa hái cũng như từ từng khu vực mà có giá cả khác nhau quý anh chị và các bạn. Thì em chỉ cập nhật giá ở tại khu vực ở xã Tân Quế, Tân Quế, Cồn Chông Ma để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây thôi ha. Cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống.